Để ôn thi học kỳ nha của trường Nguyễn Tân Hiền à, có một giải phương trình và bất phương trình. Đây, câu A thì câu A này đề nó hơi mềm chứ, một này 8 8 mũ 2 phần trừ đi 2 mũ 3 x cộng 3 chia x cộng 2 bằng 0. Cái này đi lại nè, mũ 2 phần x lại. Còn cái này 3x chia x là ra 3 nè. Cái này là 3 chia x rồi. 2 0. Thì vẫn để vậy đi. 8. Cái này tách thành 2 mũ 3 nè, nhân cho 2 mũ 3 phần x. Thì cái này tiếp tục, đây là 8 mũ 2 phần x. Rồi cái này 2 mũ 3 là 8 ha. Còn cái này tách thành 2 mũ 3. Xong rồi mũ 1 phần x ha. Đó. Rồi, tới đây thì đây sẽ là T bình nha. Này là T cộng 12 bằng 0. Với T của mình là 8 mũ 1 phần x nha. 8 mũ 1 phần x thì 8 mũ 2 phần x là T bình á. T bình lên, này điều kiện lớn không nha. Đặt mũ thì điều kiện lớn không. Đó, thì cái này mình sẽ bấm máy tính giải phương trình bậc 2 thôi. Sẽ ra T bằng, ở đây 12 ha. Bấm 48 đó. 1 trừ 8 2 62. T bằng 6 hoặc T bằng 2. T bằng 6 thì là T là 8 út. 8 mũ 1 phần x nhé. Đó, vậy mình sẽ suy ra được là 1 phần x nó bằng log 8 6. Cái này cũng log 8 2. Log 8 2 là bằng 3. Đó, vậy mình sẽ đảo ngược lại là ra được x thôi. Để sẽ là 1 phần log 8 6. Lúc 86 là lúc 68 thôi. Này ít đảo ngược lại lên bằng 3. Đó, xong, nhận thấy không? Rồi, câu B. B là 7 mũ căn x trừ đi 7 mũ trừ căn x 6. Không, câu này khá đơn giản không? Này mình tách bình thường thôi. À, mũ trừ thành mũ chia. 7 mũ 1 chia 7 mũ căn x cộng 6. Chú ý là mình có căn x cho nên điều kiện của mình sẽ là x lớn bằng 0 nha. Rồi, mình sẽ đặt T bằng 7 mũ căn x đi, cho dễ. Đó, thì cái này luôn luôn lớn 0 nha. Có thể luôn luôn lớn 1 cũng được. Có thể này điều kiện chặt chỗ này là lớn 1 luôn. Tại sao mọi người? Tại vì căn x lớn bằng 0 thì suy ra 7 mũ căn x sẽ lớn bằng 7 mũ 0 á. Không là một á. Nên nếu mình làm điều kiện chặt chẽ là T nó lớn hẳn, T nó lớn hơn bằng một ha. Mình sẽ có phương trình sẽ là gì? À, T trừ 7 phần T cộng 6 bằng 0. Quy đồng bỏ mẫu hay là nhân phương trình cho T cũng được ha. Chéo lên là T bình cộng 6 T trừ 7 không. Sẽ ra được hai cái T là T bằng 1, T bằng trừ 7. Phải vào lại T lớn bằng 1 rồi. Rồi, T bằng 1. Đặt 7 mũ căn x. Thì căn x sẽ bằng 1 là 7 mũ 0 ha. Đó là 0, tức bằng 0. Đó, xong. Rồi, tiếp tục. Hai câu giải bất phương trình.
đi đây qua đây để cho là căn 2 trừ 1 mũ x căn 2 cộng 1 mũ x trừ 2 căn 2 lớn bằng tông. Đó thì mình thấy cái này quen thuộc ha, thấy như nào mọi người, thấy là ta có căn 2 trừ 1 cho căn 2 cộng 1 bằng 1. Từ đây mình có thể rút ra, rút căn 2 trừ 1 ha, bằng 1 phần căn 2 cộng 1, mà 1 phần căn 2 cộng 1 là bằng căn 2 cộng 1 trừ 1 á. Vậy thì cái này sẽ là phương trình tương đương, phương trình tương đương. Cái này mình thay bằng căn 2 trừ 1 1 trừ 1 trừ 1 phần mũ rồi cái này là mũ trừ mình đảo ngược lại ha, là thành 1 phần căn 2 cộng 1 mũ x. Để thuận tiện thì tới đây mình đặt t là căn 2 cộng 1 mũ x, t này dương ha, mà không bị dương nha. Đó thì mình sẽ có t bình 1 phần t nhé. T cộng t trừ 2 căn 2 lớn bằng không. Quy đồng bỏ mẫu được nha, tại t dương ha. Thế ra được t bình trừ 2 căn 2 t cộng lớn bằng không. Tới đây bấm máy ha. Bấm máy tính giải bất phương trình bậc 2. Nhập 1 2 căn 2 1 cộng căn 2 t lớn bằng 1 cộng căn 2. Vậy t bé hơn bằng 1 cộng căn 2. Rồi, thế đây mình làm tiếp. Nãy mình thay t vô căn 2 cộng 1 mũ x lớn bằng 1 cộng căn 2. Rồi, căn 2 cộng 1 mũ x bé hơn bằng 1 cộng căn 2. Rồi, thì x lớn bằng 1 nè, cái này mũ 1 rồi. Thì x bé hơn bằng cái này mình bấm máy tính nữa, hoặc là mình làm cái này ra trừ 1 á. Vậy tập hợp nghiệm của mình có thể ghi là trừ vô cùng cho đến trừ 1 hoặc là 1 đến cộng vô cùng. Rồi, câu 4. Câu 4 thì cũng tương tự ha. Cũng các bài thuộc 9x trừ 3 nhân 6x cộng 2 nhân 4x lớn bằng 0. Mình gặp mấy cái mũ, ba cái mũ nè. 9, 6, 4. 9 là 3 mũ 2, 6 là 3 nhân 2, 4 là 2 mũ 2. Mình sẽ chia ha. Chia phương trình cho cái số mũ nhỏ nhất nha, cho nó dễ. Vậy này là 9x chia 4x chia 4x đây, chia 4x đây đó. Không chia 4x là không mà nha mọi người. Cái này 9 là 3 mũ 2, 4 là 2 mũ 2, tức là này 3 phần 2 mũ x xong mũ 2 nha, mình làm dày cho đẹp. Còn cái này là 6 phần 4 mũ x, 6 phần 4 mình gọn là 3 phần 2 này 2. Rồi, mình đặt này là t, cái này là t bình ha, 3t cộng 2 lớn bằng 0. Mình đặt t là 3 phần 2 mũ x thôi, t này phải lớn không nha. Rồi, tới đây mình bấm máy tính thôi, t lớn bằng 2, t bé bằng 1. Rồi, 3 phần 2 mũ x lớn bằng 2 hoặc 3 phần 2 mũ x bé bằng 1. Rồi, mình sẽ ra được kết quả thôi. X sẽ lớn bằng log 3 phần 2 của 2. X sẽ bé bằng log 3 phần 2 của 1 là 0. Đó, xong. Nếu ai kết hợp tập thực nghiệm thì thực nghiệm mình sẽ là bé bằng 0 là trừ vô cực đến 0. Có dấu bằng là dấu một vuông. Log 3 phần 2 của
hai còn một cực hay là rồi câu tiếp theo là câu về đạo hàm. Câu hai một ha, đạo hàm y bằng một cộng cô tan hai x mũ ba. Rồi mình thấy mũ là mình áp dụng công thức này ha, u mũ n đạo hàm bằng n u mũ n trừ một bảy. Rồi mình thấy cô tan nè, tan đạo hàm bằng cô tan u đạo hàm bằng trừ u phẩy nhân cho một cộng cô tan bình u, hoặc là mình có thể bằng là trừ u phẩy chia cho sin u, sử dụng một trong hai cái đều được ha. Rồi mình áp dụng đây, u là nguyên bên trong này nha. Tiên mình áp dụng thức đầu tiên, sẽ ra là n là ba nè, mình là một cộng cô tan nha, mũ ba trừ một là mũ hai nha, nhân cho u phẩy là nhân cho một cộng tan hai x phẩy. Rồi tới đây cái nào phẩy rồi thì mình giữ thôi, cái nào chưa phẩy thì mình làm tiếp. Cái này đạo hàm cộng thì một đạo hàm bằng không ha, cô tan hai x thôi ha, tan cái đạo hàm áp dụng hai số hai tan u bằng trừ u phẩy, phẩy là trừ hai x phẩy nhân cho một cộng cô tan bình u, tan bình hai x. Rồi hàm trừ hai x là trừ hai, trừ hai nhân ba là trừ sáu. Hai hai y bằng tan x trừ hai tan x cộng một. Cái này mình áp dụng u chia v nha, v hàm thấy phân số u chia v, v bằng u phẩy v, v phẩy u v bình, đây có tan nữa, tan là hàm bằng một cộng tan bình, hoặc là mình có thể xài một phần cos bình cũng được nha, đều được hết. Rồi áp dụng lên đây, y phẩy sẽ bằng u phẩy, u là cái tử nha, cho mẫu trừ mẫu hàm nhân cho tử chia cho mẫu bình phương nha. Rồi thì đạo hàm của tan là một cộng tan bình nhân vô là tan x cộng một, thì đạo hàm cũng là một cộng tan bình luôn, thì giữ nguyên thôi, tan x cộng hai chỉ mẫu thì cứ bình lên thôi, mẫu giữ nguyên ha. Rồi ở đây mình có thể đặt là một cộng tan bình làm nhân tử chung, đây còn tan cộng một trừ tan trừ hai chia cho cái mẫu bình tiếp đó, thì tới đây một chú gọn nữa là xong, tan trừ tan mất, một trừ hai là trừ một đó, vậy ra là trừ một trừ tan chia với mẫu là một cộng tan bình cộng tan tất cả bình đó, xong. Rồi, câu 3. Cho tan x chứng minh. Thì trong biểu thức này nó có y phẩy, mình tính y phẩy thôi, đơn giản thôi. Có y phẩy là bằng tan x phẩy thôi. Là bằng 1 cộng tan bình. Rồi, mình chứng minh cái này. Số 1 này thì mình ta có đây, chứng minh vế trái bằng vế phải. Y phẩy trừ y bình một sẽ bằng y phẩy của mình là một cộng tan bình này. Còn y là tan bình nè, còn này dễ vậy, còn không đúng rồi,
Kỳ vậy. Tương tự câu 4 vậy. Cũng để cho y là bằng sin mũ 3 trừ chữ cos mũ 3. Thì mình gặp mấy cái này mình nhớ là mình đưa về cái này nha mọi người. Sin tất cả mũ 3 nha, cho dễ nha. Cos tất cả mũ 3. Mình đưa về cái này thì mình nắp thấy mũ là mình áp dụng thức u mũ n đạo hàm liền. N nhân u mũ n trừ 1 nhân 7. Rồi sin đạo hàm bằng cos. Cos đạo hàm bằng trừ sin. Đó, để áp dụng cái mũ này. Mình sẽ tính đi phải nha. Đây đây nó bắt chứng minh gì chỉ đối với phải bé hơn này nè. Đi phải của mình là cái này đạo hàm. Làm sin x ba đạo hàm. Cos x ba đạo hàm. Đó. Mình áp dụng thức số 1 nha. Tôi thấy mũ áp dụng thức số 1. 3 2 nhân cho này là phải đây là 3 2 7 rồi bằng sin là hàm đã cốt ha là 3 sin x là hàm này sin này cốt là hàm nó trừ sin nha cái này cộng 3 cốt là rồi tới đây mình đặt nhân tử chung được nha đặt 3 sin x cos x chung 3 okay. Bên trong còn là cộng cos đó đây là y phẩy bây giờ chứng minh y phẩy bé bằng 3 chia căn 2 phẩy bé bằng 3 chia căn 2 coi nha đây là y phải nha bây giờ mình sẽ chứng minh y tế của y phải đáng bằng 3 chia căn 2 rồi thì cái câu này để coi đây tức là mình chứng minh cái điều này tế của 3 chia tích nhân tích cho này đáng bằng 3 chia căn 2 nha. Này. Rồi, này chắc mình bình lên ha, bình lên có vẻ dễ hơn. Đương nha. Bình lên là bãi ba mất luôn nha. Bình lên là này là cos x. Này bình lên là bình x. Bình lên cho dễ. X cộng cos x tất cả bình tại hai vé nó dương nên bình được nha mọi người này ba ba mất rồi nha bình lên là 1/2 thôi sin bình nhân cos bình lại còn này khai triển hằng thức nha nó ra là sin bình x cộng cos bình x cộng 2 ngang bằng 1/2 rồi cái này sin x 1 cộng cho 2 sin rồi cái này mình sẽ đặt t nha đặt t là sin x nhân cos x mọi người nhớ là sin x nhân cos x là bằng sin 2x chia 2 nha đúng rồi sin 2x bằng 2 sin x cos x đó cho nên cái sin 2x chia 2 ha vậy cái này sẽ được đưa là t bình trong là 1 cộng 2t bán bằng 1/2 đó thì mình bây giờ mình coi nhau rồi t ở đây là mình nhớ là sin đó sin lúc nào cũng chạy từ trừ 1 đến 1 xin gì như vậy ha có vậy thì sin 2x mình chia cho 2 sẽ chia cho 2 sẽ là chạy từ 1/2 đến 1/2 và cái t của mình á t của mình sẽ bằng cái này nha
Chuyện này để ra ra nhân phối ha, này đưa qua đây luôn được, là T bình 2 T bình cộng 4 T mũ 3 1 Tới đây bậc 3 mình đánh giá không được nha mọi người. Tới đây mình thấy bậc 3 nó khó đánh giá, chỉ học tới bậc 2 thôi. Đánh giá mình phải lên lớp 12 mình mới đánh giá bậc 3 được không? Cái này mình coi cái này. Đánh giá cái này hơi khó khăn tại nó rơi vào bậc 3 đánh giá hơi khó khăn. Bây giờ mình có thể đánh giá cái này. Đánh giá đơn giản thôi, cái này là 3 sin 2x đúng không? S chia 2. Còn này mọi người nhớ công thức này nha, và sin u cộng cos u nó bằng là căn 2 sin cộng pi trên 4. Nhớ công thức sin cộng cos nha, sin trừ cos thì nó dấu trừ nha, có thể này là sin của căn 2 đó, mình đang cần chứng minh này nha. Mọi người cái này sẽ rút gọn là 3 chia căn 2 nè. Sin 2x nhân cho sin. Đó, thì mình thấy là ta có cái này nó sẽ bé bằng gì mọi người? 3 phần căn 2 ghi lại nè. Còn cái này cái sin này bé bằng 1 đó mọi người. Sin này bé bằng 1. Cái sin này cũng bén bằng 1 luôn. Đó. Đó cho nên bén bằng 3 chia căn 2. Xong đó. Giờ phải chứng minh. Đó mình chứng minh đơn giản rồi thôi. Là cái sin này bén bằng 1. Cái sin nào cũng phải bén bằng 1 hết em. Vậy thì cái này sẽ bén bằng 3 phần căn 2 nhân 1 1 thôi. Đó, giải đơn giản thôi nha. Nghĩa ra phải giải dấu bằng nữa đó, là dấu bằng xảy ra khi hai cái sin này bằng một hết, sin của x cộng pi trên 4 cũng phải bằng một, rồi dấu bằng của bất đồng số này xảy ra cái này ha, bằng một thì pi trên 2 ra 2 pi này vậy luôn, hai ra 2 pi pi x bằng 2 trừ pi trên 4 rồi ra pi trên 4 luôn ra 2 pi. Ok, dấu bằng xảy ra nha. Vậy sẽ là giao lại cái này giao nha. Okay. Dấu bằng xảy ra hai cái này phải thỏa nha, x bằng pi trên 4 cộng k 2 pi á. Đó, dấu bằng này xảy ra được nha. Cái này chứng minh ok nha. Đó, chứng minh đơn giản thôi. Cái này biến thành cái sin, cái này biến thành cái sin. Cái sin nào cũng phải bé bằng 1. Đó, vì cái này bé bằng đó. Chúng mình đơn giản nhất ha. Chứng minh cái kiểu nãy mình ra bậc 3 thì mình muốn đánh giá là mình phải dùng công cụ đạo hàm biến đổi hàm số ha. Đầu lớp 12 mình sẽ dùng cái công cụ đó được ha. Chứ giờ bậc 3 mình đánh giá không được. À. Câu hình. Trên chóp đáy tam giác cân nằm trong khoảng của đáy đó. Đáy là tam giác cân trong khoảng của đáy. Thì nhớ cái chi tiết gì liền là cho SAB nè, góc với đáy, góc với ABCD, nhớ ngay khi chọn góc thì sao, thì nếu đi tìm giao tuyến SAB thì AB giao với ABCD chưa cần vẽ hình đâu, biết ngay được cái đường này trong cái mặt phẳng SAB á, SAB mình có cái đường nào vuông góc với lại AB có SH đó mọi người, SH có cái AB, cái này là do tam giác SAB AB cân tại S thôi, H là trung điểm, tam giác cân mà có tuyến đó thì nó ra đó, vậy sẽ suy ra SH góc mỗi còn lại luôn góc ABCD nhưng xong qua luôn chưa vẽ hình mà xong qua luôn.
Thì mình vẽ hình như sau. Đó, mình vẽ A, B, C, D, S, H, móc A, B, C, D nha. H là trung điểm của A, B. Với cách vẽ hình mình cứ vẽ cái đáy, xong rồi chấm cái điểm H, xong rồi nối SH dựng đứng lên. Là những cái hình nó dễ nhìn nhất nha. Đấy, S. A, B. Này hình ấy thôi. Cái này vẽ hình về luôn, lỡ vẽ nhiều người vẽ hình về luôn cũng được ha. Sao hết, nó nhiều nét đứt thôi, nó vẫn ok không, lâu lâu vẽ cái hình cái này cũng được. Rồi, đó, ABC, ABC thôi. Rồi, AB vuông góc với SHO, O là gì đây? O trung điểm của AC, H cũng là trung điểm luôn. À, rồi chứng minh AB vuông góc với SHO, rồi SHO lại. Để cho nằm trong phẩm góc đấy, đấy là tam giác, là à, quên, ủa, ABCD mà. Trời ơi, cái này đọc già lẩm cẩm rồi trời. D là B, D thì đơn giản rồi không. Rồi chứng minh SHO vuông góc với lại AB. SHO, O là trung điểm, vậy cái này là C chứ. Này là C, này D. Ô đây. Mình AB góc với SHO. Rồi, khá đơn giản thôi, chúng ta qua nha. Có AB góc với thầy SH này, do mình phải chứng minh SH vuông góc với đáy ha. Rồi mình có AB góc với HO nữa đúng không, thì là do mình có thể làm là HO song song với thầy BC đi, BC vuông góc với AB, HO song song BC là đường trung bình ha, để cho hai trung điểm mà. Rồi đó xong. Vậy thì AB này vuông góc với hai đường này, vuông góc SHO, tính góc giữa CD và SO, CD và SO mới đồ lại nha. O góc với hai đường thẳng CD và SO. Mình sẽ kiếm cái đường mà song song với lại CD ha, không SO hơi khó, xong với lại CD đi, xong với CD có AB nè, có AB luôn, đẹp luôn, CD có AB luôn, ừ, chọn AB luôn, biết tại sao mọi người, đây, vừa làm cái này xong, và cái này bằng 90 độ luôn, tại sao? Vì mình vừa chứng minh xong, AB góc với SHO thì ra B góc SO đó, cho 90 quá đẹp. Câu 3 C đi, C khoảng cách từ H đến bằng SCD. Câu này khá là cơ bản. H chúng là trên đường cao rồi, dùng hai bước. Một là gì? Một là mình kẻ một cái H gì đó, HM đi, góc với cái đường nằm dưới đáy nha. Đường lấy đây thì chọn cái đường là SCD nha. Trong mặt phẳng này thì SCD có đường CD qua đi đấy nha. Chữ kẻ HM góc CD. Thì là cái đường này. Rồi. Cái đường thứ hai á là thầy sẽ kẻ thêm một HK vuông góc với S
mét này mọi người, để cái điểm mét này. Và cái điểm cái này vuông góc tại M này, góc M thôi. Sẽ SM lại. Đó mình từ H mình kẻ vuông đây là xong. Câu hình đề này khá nhẹ nhàng. Dễ dàng mình chứng minh được là HK ha, góc với mặt phẳng. HK này. Chứng minh HK vuông góc mặt phẳng SCD. Ta có HK vuông góc SM là cái đầu tiên nè. Ngoài ra HK nó cũng góc với lại CD nè. Dễ dàng mình thấy CD vuông HM này cho kẻ này. CD vuông SH, kẻ đó có đáy này. Đó. CD vuông góc SHM. Rồi. HK thì đơn giản thôi, một phần cũng là hệ thức lượng thôi. Phần HK bình, phần SH bình, phần HM bình. SA là A căn 3 phần 2. SA là A căn 3 phần 2. Tam giác cân tại S. Ta cho SA là A căn 3 phần 2. Hình tam giác cân tại S trong mặt phẳng đáy vuông cạnh A. Ok, cho hình vuông cạnh A luôn rồi. Cái cạnh SH này. Pythagore trên SH nha. SH SA bình trừ đi AH bình. SA là A căn 3 bình. AH là nửa. M là A nha, rồi chính là cạnh vuông A thôi. Đảo lên là 2 chia A bình. Bấm cái này ra 1 phần 2 á, 2, 2 chia là 3 chia A bình. Chia ra 1 phần cái này bằng đảo lên. Chia 3. Căn 3 phần 3. Đó, xong. Kết luận là cách là căn 3. Khá dễ dàng ha. Rồi, xong ha.